của anh Việt tí nữa thì đổ mất siêu nhân nhỉ. Đây là siêu nhân gì đây anh Việt? Robot Artemis. Robot Artemis á? Wow. Robot Artemis. Robot siêu nhân. Robot gì con? Robot siêu nhân. Robot Artemis. Đấy, kiếm đâu? Kiếm của nó đâu? Đây. Đấy, à, kiếm này đeo đằng sau à? Đấy, khi nào tấn công kẻ thù nó lấy ra. Bây giờ nó cầm là trước vào chém. Thế bây giờ bạn Việt thử lấy cái kiếm ra để vào cầm tay cho con robot cầm kiếm như nào. Wow, thế nào? Bạn chú nhà bên nào? Nào, robot cầm kiếm nào. Đây. Xin bây giờ xin đồ cầm nha. Đây. Wow. Bạn biết để robot lên bàn đây nào. Wow, robot rất là đẹp. Wow. Các bạn ơi, đây là con robot Artemis của bạn Quốc Việt. Đây là cái kiếm của con robot Artemis này. Đấy, đây là cái vai, còn đây là cái gì nhỉ? Đây là cái gọi là cái mai trắng. Cái mai à? Ờ cái mai đây mai, là... mai phụt khói. Mai này nó phụt khói lên này các bạn này. Đấy mai này nó phụt khói lên. Đây này. Đó, còn đây là cái mặt nạ à? Không, còn đây là cái dụ thần để để nó biến hơi. À cái gì? Dụ thần á. Dụ thần để biến hình nhá. Hơi dụ thần nó biến hơi. À thế còn đây là cái gì? Đây là cái bảo vệ gối à? Ờ. Cái bảo vệ để cho nó quỳ xuống à? Ờ để cho người nào đánh nó ngã nó không bị gì. À nó ngã xuống nó không được gì thì. Ờ nó vẫn mình dậy. À. Xuân khi nó chém thì nó dâng cái kiếm lên đâm hẳn vào. Thế à, đây là kiếm đây nhỉ. Kiếm này nhọn nhỉ. Ui kiếm này nhọn thế. Này sắc lắm đấy. Này. Ôi đẹp quá các bạn ạ. Đó, đây là hai cái chân của nó này. Hai cái chân của con robot Artemis này. Phải không? Các bạn muốn xem nó biến thử ô tô. Đấy, có biến được thành ô tô không? Có. Như thế nào? Đợi chút, phải cho cái kiếm lên lưng đằng sau để biến hình được. À, giờ cho cái kiếm lên lưng đằng sau nhá. Biến rồi. À, nào. Cho cái kiếm lên đằng sau nào. Đấy. Đấy, kiếm đằng sau rồi, kiếm nó đeo đằng sau rồi. Giờ robot Artemis sẽ biến hình thành chiếc ô tô đây. Đấy, bạn Việt sẽ cho con robot Artemis biến hình. Đấy. Đấy, hạ hai cái mai xuống. Đúng rồi. Đấy, bắt đầu biến hình thành ô tô. Wow. Biến hình thành chiếc ô tô này. Đấy. Hiểu ô tô chưa? Đây nhưng nó hơi khác ô tô vì con robot này có thể biến lên cái ô tô container nhưng mà nó khác. Ờ. À, đúng rồi. Hơi khác một tí đúng không? Đúng. Xe xuống để xuống đây cho nó đi. Rồi, để dưới đất cho nó đi nào. Rồi, sao nào? Xong robot Artemis của bạn Việt đây. Đấy. Wow, đấy. Tôi thấy siêu ông nhờ có cái mai đuôi nó lên nó bị đâm vào không bị gì ấy. Yeah. Quá siêu. Ôi giời. Đây là chiếc con robot Artemis đúng không? Quá tuyệt vời. Đấy, mới nhìn thấy bên này siêu ông su xe của su thế mà con Artemis còn có thể đi quả được. Siêu. Rồi, chào. Chào các bạn nhá.